liên tự quan nhiên tới ta cái muốn giống, tìm tự nhiên hiểu trong xem cái lòng hội chứng chúng này ta là đúng cái không gì, ạ, bệnh này là là cái chính gì, là cái bản chúng ta năng của chữa chúng ta như thế nào khi mà chúng ta đấy. gặp cái bệnh đấy. Tự nhiên ta muốn tìm hiểu xem cái hội chứng này là cái gì, bệnh này là cái gì, chúng ta chạy chữa như thế nào khi mà chúng ta gặp cái bệnh đấy, chúng ta xử lý như thế nào chẳng hạn. Thế thì cái câu hỏi là tại sao thì kiếm phải tìm kiếm tài liệu tham khảo, cái đầu tiên chính là để cho cái thỏa mãn trí tò mò của cá nhân chúng ta. Thế thì cái nguyên nhân thứ hai đó là do nhu cầu thực hành lâm sàng hàng ngày của chúng ta, đúng không ạ? Trong một đêm tối trực tại C1 tim mạch, chúng ta gặp một bộ bệnh nhân nhồi máu cơ tim, đúng không ạ? Có nhịp cơ nhịp nhanh tắt chẳng hạn, chúng ta muốn tìm hiểu làm sao chúng ta xử trí được cái bệnh nhân đấy trong tua trực, đúng không ạ? Hay chúng ta trong một tua trực chúng ta gặp một bệnh nhân, đúng không ạ? Có tiền sử stent cũ nhưng bệnh nhân lại bị xuất huyết tiêu hóa Forex 1B chẳng hạn, chúng ta muốn tìm hiểu làm sao để cho cái cách để chúng ta xử trí bệnh nhân đấy một cách tốt và an toàn nhất và theo đúng chuyên môn, đúng không ạ? Theo đúng các cái bằng chứng khoa học hiện hành nhất. Thì thứ hai đó là dựa trên nhu cầu thực hành lâm sàng của hiện hành của chúng ta hàng ngày, đúng đúng ạ? Và thứ ba đó là phục vụ cho cái công việc chính của chúng ta là nghiên cứu khoa học, đúng không ạ? Chúng ta đây là chính là cái lý do chính để chúng ta đến với cả cái lớp học ngày hôm nay. Chúng ta công việc nghiên cứu học chẳng hạn như là viết luận văn, đúng không ạ? Các bạn ở đây chủ yếu là các bạn nội trú và cao học, chúng ta phải làm cái luận văn của chúng ta bảo vệ cái đề cương tốt nghiệp, đúng không ạ? Ra hội đồng các thầy có thể chấm được điểm cao. Ngoài ra chúng ta và lâu về dài các bạn sẽ trở thành những nhà khoa học, các bạn phải ngồi hội đồng, đúng không ạ? Chúng ta phải làm các cái nghiên cứu khác nhau, chúng ta phải xin tài trợ. Đấy chính là các cái nguyên nhân hay là các cái lý do chúng ta phải tìm kiếm tài liệu tham khảo. Vậy thì cách để chúng ta bắt đầu tìm kiếm tài liệu tham khảo như thế nào thì có rất là nhiều các cái phương pháp cơ bản. Thứ nhất đó là các dùng các cái từ khóa, đúng không ạ? Đây là cái phương pháp thường gặp nhất. Thứ hai đó là từ các cái bài báo, bài nghiên cứu, đúng không ạ? Một phần trong số đó chính là các bài báo, cái bài nghiên cứu chẳng hạn như bạn muốn làm một đề tài, đúng không ạ? Thầy hướng dẫn các bạn đưa cho các bạn một bài báo, đúng không ạ? Bảo em hãy xem bài báo này đi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm cái nghiên cứu dựa trên phần của từ cái bài báo này chẳng hạn, đúng không ạ? Hay là dựa trên các cái tài liệu tham khảo từ một cái bài báo đã có chẳng hạn, hay là dựa trên các cái tạp chí chuyên ngành từ các cái lĩnh vực nghiên cứu của bạn. Ngày đẹp trời chúng ta tự nhiên chúng ta đọc một bài nghiên cứu khá là hay thì tờ New England, chúng ta muốn nghiên cứu cái bài nghiên cứu đó trên ở Việt Nam chẳng hạn, thì chúng ta bắt đầu phải tìm liệu tài liệu tham khảo như vậy. Từ các cái tác gia hay tác giả nổi tiếng, đúng không ạ? Chúng ta dần giống như chúng ta hâm mộ một diễn viên Hàn Quốc chẳng hạn, chúng ta hay là chúng ta hâm mộ một cái tác giả nổi tiếng ở trong ngành y học, chúng ta muốn tìm tất cả những cái tài liệu mà tác giả để viết ở trên trong các cái thư viện y khoa. Thế thì ngoài các cái phương pháp đấy ra thì còn rất là nhiều phương pháp khác, và đó là có các cái phương pháp của riêng bạn, và các bạn có thể tự nghĩ ra những cái phương pháp mà chúng ta có thể hiệu quả nhất cho chính mình. Thế thì thứ nhất đó là dùng các cái từ khóa y khoa rất là đơn giản, chúng ta làm cái công việc hàng ngày ở trên mạng, đúng không ạ? Ai chúng ta biết đến cái công cụ tìm kiếm chẳng hạn như Google, đúng không ạ? Chúng ta gõ cái từ khóa y khoa và chúng ta ra ngay một loạt các cái tài liệu tham khảo chúng ta có thể xem. Từ các cái bài tổng quan hay các bài nghiên cứu, đúng không ạ? Từ các cái sách vở, các tài liệu sẵn có, chẳng hạn như là từ các cái tài liệu mà đã được kiểm chứng chẳng hạn như là quyển Harrison, đúng không ạ? Chúng ta có một bài viết về suy tim như thế này, còn có một loạt các tài liệu tham khảo như thế này, chúng ta có thể coi đấy là những cái tài liệu tham khảo đầu tiên của chúng ta, đúng không ạ? Từ một cái bài báo chẳng hạn như là các bạn được nghe thấy, tìm thấy, hay là bạn bè chúng ta đưa cho, hay là các cái thầy cô, đúng không ạ, hướng dẫn chúng ta đưa cho chẳng hạn đây một bài báo từ tờ New England, chúng ta có một loạt sau bài báo đấy là một loạt các cái tài liệu tham khảo như thế này. Đây cũng là có thể là những cái bước đầu tiên để chúng ta tìm kiếm cái tài liệu tham khảo của những cái tác giả nổi tiếng như chúng tôi đã nói vừa nói đấy, đúng không ạ? Chúng ta hâm mộ một cái, ai trong chúng ta cũng có một cái người chúng ta hâm mộ trong lòng, đúng không ạ? Thì chúng ta có một số các cái tác giả nổi tiếng, chúng ta muốn tìm toàn bộ các cái bài báo hay những cái bài viết của cái tác giả đấy trên mạng chẳng hạn, đấy cũng là những cái bước đầu tiên để chúng ta có thể tìm được tài liệu tham khảo, đúng không ạ? Và các cái tác giả nổi tiếng như chúng ta cũng có thể thấy ở đây, đúng không ạ? Thế tuy nhiên là hiện nay thì chúng ta đều biết được là các cái như chúng tôi đã phân tích từ đầu ấy, đúng không ạ, các cái nghiên cứu y học, đúng không ạ, hay là các cái tri thức y học chúng ta càng ngày càng rộng lớn, đúng không ạ? Và người ta so sánh cái chuyện của chúng ta tìm kiếm được một cái tài liệu tham khảo phù hợp, đúng không ạ, hay tìm kiếm được cái tài liệu tham khảo gần giống như là chúng ta mò kim ở trong cái đống rơm này, đúng không ạ, hay là giống như cái từ mà chúng ta ở đây thường gặp chính là mò kim đáy bể, đúng không ạ? Chúng ta phải đối mặt với hàng ngày là một loạt các cái thông tin y khoa, một loạt các cái bằng chứng khoa học khác nhau, đúng không ạ? Đôi lúc là chúng ta bị ngập đầu, đúng không ạ? Bị rối loạn ở trong các cái thông tin như vậy, mà chúng ta nghĩ là đối với cả một công việc mệt mỏi và khó chịu như vậy thì thà là chúng ta đi ngủ cho nó xong, đúng không ạ? Thế thì
chẳng hạn như đối với từ khóa chúng ta, nếu chúng ta search ở trên Google để quay lại cái hình cũ, chúng ta tìm kiếm ở trên các cái công cụ tìm kiếm chẳng hạn như Google, đúng không ạ? Chúng ta có một từ khóa đơn giản, chúng ta muốn tìm hiểu bệnh lý suy tim chẳng hạn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ ra khoảng tầm 450 triệu các cái kết quả khác nhau. Và nó công cụ tìm kiếm này thì nó rất là tìm kiếm rất là nhanh chóng, nó chỉ tìm kiếm trong vòng có 0,5 giây mà thôi, nó đưa ra khoảng tầm hơn 400 triệu cái kết quả như thế này. Và chúng ta, nếu chúng ta một làm một phép tính đơn giản, chúng ta thấy là nếu như một cái đường link này chúng ta đọc hết khoảng 120 giây, đúng không ạ, chỉ khoảng 2 phút thôi, thì chúng ta cần khoảng 1.500 năm để chúng ta có thể đọc hết tất cả những cái tài liệu tham khảo ở trong các cái, ở trong một cái đường, chỉ trong một cái đường link đơn giản này mà thôi, và đúng không ạ? Thế thì cái tài liệu tham khảo nào chúng ta cần, đúng không ạ? Đây là cái tài liệu chung chung, đúng không ạ? Cái tri thức chung chung, đúng không ạ? Đây là các cái tài liệu cụ thể, các tài liệu cụ thể hơn nữa. Và cái chúng ta thực sự cần nó chỉ nhỏ bé như thế này thôi, đúng không ạ? Làm sao để chúng ta tìm được cái công cụ mà chúng ta, hay là cái tài liệu của chúng ta, ta cần tìm, đúng không ạ? Nó gần giống như là chúng ta mò kim ở dưới đáy biển, đúng không ạ? Hay dùng từ gần gũi hơn, đúng không ạ? Trong 7 tỷ người trên hành tinh này, tại sao chúng ta lại tìm được người bạn đời của mình chẳng hạn như vậy, đúng đúng ạ? Thì đấy cũng là công việc chúng ta tìm các cái tài liệu tham khảo, gần giống như là cái câu chuyện mà chúng ta mò kim dưới đáy bể, chúng ta tìm những người bạn đời trong trên 7 tỷ người trên hành tinh, ví dụ như thế. Thế thì chúng ta cần phải đưa ra được các cái chiến lược phù hợp để tìm các cái tài liệu tham khảo, đúng không ạ? Thứ nhất là chúng ta cần phải đưa ra các cái câu hỏi nghiên cứu đủ tốt, đúng không ạ? Thứ hai đó là lựa chọn cái công cụ tìm kiếm sao cho nó phù hợp. Thứ ba là chúng ta cần phải có các cái thủ thuật khác nhau để chúng ta tìm trong cái câu chuyện tìm kiếm tài liệu. Các cái phần mềm hiện nay hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều, và chúng ta đánh giá các kết quả thu được. Thế thì cái bài nói hôm nay của mình sẽ tập trung trọng tâm ở ba cái phần giữa này, đúng không ạ? Các cái câu hỏi nghiên cứu làm sao cho đủ tốt, đúng không ạ? Hay để đánh giá kết quả thu được. Thì chúng ta đã được giảng suốt từ đầu các cái khóa học đến giờ của các cái tác giả rất là nổi tiếng, đúng ạ? Thì cái việc hôm nay chúng ta làm thì nó khá là nhàm chán, cũng đã khá thiên về mặt kỹ thuật, đúng không ạ? Lựa chọn công cụ tìm kiếm, các cái thủ thuật khác nhau giúp chúng ta tìm kiếm được một cách hiệu quả, đúng không ạ? Hay là các cái phần mềm có thể hỗ trợ chúng ta. Thế đây là một cái công việc nó khá là vòng xoắn như này, đúng không ạ? Từ lúc chúng ta làm sao để chúng ta có thể đưa ra câu hỏi, đúng không ạ? Đưa ra các cái từ khóa, đúng không ạ? Chọn những cái công cụ tìm kiếm, đúng không ạ? Và chúng ta tìm kiếm như nào cho nó phù hợp và đánh giá các cái kết quả, sau đó lại lặp lại như vậy. Thế thì trước hết là cái câu hỏi nghiên cứu chúng ta phải đủ tốt, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể tìm hiểu các cái tài liệu cho nó phù hợp, đúng không ạ? Nên một loạt các câu hỏi nghiên cứu ở đây chúng ta có thể đặt ra, đúng không ạ? Tỷ lệ bệnh nhân đợt cấp mất bù của suy tim mãn tính có rối loạn nhịp tất, đúng không ạ? Hay là tỷ lệ bệnh nhân đợt cấp mất bù suy tim mãn tính có rối loạn nhịp tất năm 2018-2019 tại Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam, đúng không ạ? Câu hỏi nghiên cứu thứ ba, ví dụ, đây chỉ làm các cái ví dụ cơ bản thôi. Có cần thiết phải đeo holter điện tâm đồ 24 giờ cho bệnh nhân đợt cấp mất bù của suy tim mãn tính để tìm hiểu nguy cơ rối loạn nhịp tất, đúng không ạ? Thế khi chúng ta đặt ra những cái câu hỏi như vậy, hay chúng ta có những cái câu hỏi nghiên cứu như vậy, thì tự nhiên bật ra trong đầu chúng ta đã có những cái đánh giá nhất định về cái chuyện là chúng ta, các cái câu hỏi nghiên cứu này nó có dễ làm hay không, nó có tính thực hiện của nó có khả thi hay không, mà nó có thể làm một cái nghiên cứu tốt hay không. Nó còn các cái nghiên có các cái nguyên lý khá là cơ bản như thế này, đó là đặt ra được các cái câu hỏi nghiên cứu cụ thể, đúng không ạ? Càng cụ thể thì càng tốt. Ở đây là cái phần mà chúng ta đã được giảng từ đầu cho đến giờ, mà xin phép là chỉ đưa ra được một cách sơ lược về cái phần này, đúng không ạ? Đặt ra các câu hỏi nghiên cứu thì càng cụ thể thì càng tốt, đúng không ạ? Có các nguyên lý người ta đưa ra, chẳng hạn nghiên cứu Finer, đúng không? Nguyên lý Finer, đúng không ạ? Có gồm có 5 chữ, chẳng hạn chữ F chính là feasible, thì tính khả thi, đúng không ạ? Chữ I là interesting, cái tính hấp dẫn của cái đề tài, đúng không ạ? N tức là novel, đúng không ạ? Tính mới lạ, đúng không ạ? E tức là ethical, tức là phong vi đạo đạo đức về mặt nghiên cứu, đúng không ạ? R tức là relevant, đúng không ạ? Phù hợp với cái phạm vi, cái chủ đề đang cần nghiên cứu, hay là chủ đề phù hợp với cái chủ đề chúng ta được đào tạo chẳng hạn. Ngoài ra còn có một cái nguyên lý khác, chẳng hạn nguyên lý PICO, đúng không ạ? P tức là gì? Patient, hay là liên quan đến bệnh nhân, hay là một vấn đề cụ thể. I tức là intervention, tức là can thiệp, đúng không ạ? C tức là comparison, hay là control tức là so sánh và chúng ta kiểm soát, đúng không ạ? O tức là outcome, tức là các cái kết quả chúng ta có thể thu được. Thì với mỗi một nghiên cứu, với mỗi một câu hỏi chúng ta đặt ra, chúng ta cần phải hoàn toàn chúng ta đối chiếu theo các cái nguyên lý này sao cho cái câu hỏi nghiên cứu nó cụ thể, nó phù hợp với cả cái cho chúng ta có thể tìm được cái tài liệu cho nó phù hợp. Thứ hai nữa, chúng ta phải lựa chọn các công cụ tìm kiếm, đúng không ạ? Công cụ tìm kiếm hiện nay chúng ta thấy là hiện nay khoảng đến 60-70% công cụ tìm kiếm phổ biến nhất trên thế giới chính là gì ạ? Chính là Google, đúng không ạ? Thì trước hết chúng ta sẽ
nói về các cái công cụ tìm kiếm phổ thông như chẳng hạn như Google, ngoài ra chúng ta còn có một loạt các công cụ tìm kiếm khác đúng không ạ, chẳng hạn như là Yahoo đúng không ạ, chẳng hạn đối với người Tàu thì họ có Baidu đúng không ạ, đối với chẳng hạn như là Bing chính là công cụ tìm kiếm của Microsoft, hay là Wikipedia chính là một cái thư viện mở mà ai cũng có thể vào được. Thế ưu điểm của những cái công cụ tìm kiếm này đó chính là các cái công cụ tìm kiếm này nó rất là phổ thông đúng không ạ, rất là quen thuộc với chúng ta và rất là dễ sử dụng đúng không ạ, thông tin tìm kiếm thì rất là nhanh chóng. Như một cái ví dụ của chúng ta chỉ nửa giây thôi là người ta đã tìm ra được đến 450 triệu các cái tài liệu khác nhau rồi. Các cái thuật toán tìm kiếm này thì do các máy tính nó tự động nó lập ra, đôi khi là nó khá là trung lập, chúng ta không bị bias bởi những cái người tham gia vào trong các cái nghiên cứu khác nhau. Thế tuy nhiên là nhược điểm của nó là gì? Thứ nhất đó là tính khoa học của nó thì tương đối ít đúng không ạ, chủ yếu dành cho các cái kiến thức về mặt đại chúng là chính, là khá nhiều các cái nghiên cứu ở trong này, các khá nhiều những cái tài liệu chúng ta tìm được chỉ là rác thôi, chúng ta không thể sử dụng được trong cái quá trình nghiên cứu đúng không ạ, có rất nhiều cái thông tin chúng ta Google được đúng không ạ, nhưng các cái thông tin nó hoàn toàn không được, không thể kiểm chứng đúng không ạ, chẳng hạn như là phong trào chúng ta thấy là phong trào anti-vax đúng không ạ, nổi tiếng ở trên mạng năm vừa rồi đúng không ạ, gây ra một loạt các hậu quả khác nhau đúng không ạ, phần lớn là do các cái thông tin ở trên Google này, này đưa ra, các cái thông tin ít được kiểm chứng đó thì đôi khi lại là những cái thông tin mặc dù rất nhiều người tin nhưng là các cái thông tin mà khá là phản khoa học mà chúng ta không thể dùng trong các cái nghiên cứu của chúng ta được. Vậy thì để mà chúng ta có thể làm nghiên cứu một cách chuyên nghiệp hơn, chúng ta cần những cái công cụ mà nó thực sự là chuyên nghiệp hơn. Thế thì bản thân cái Google ấy, nó đã có một công cụ tìm kiếm nó khá là chuyên nghiệp mà dành cho các cái nhà nghiên cứu đúng không ạ? Đây là chính là cái trang đầu của chính cái trang web này đúng không ạ? Scholar của Google. Thế Scholar Google nó chính là gì? Đấy chính là một cái công cụ tìm kiếm chuyên ngành của các cái tài liệu chuyên ngành mà do chính cái ông Google này ông lập ra, và các chủ yếu là nó nghiên cứu các tài liệu nghiên cứu về về học thuật chẳng hạn như các cái bài báo khoa học và bài báo cáo luận án hay sách vở khác nhau, nhưng mà nguyên lý thì nó gần như là tương tự như cái Google của cái người dùng phổ thông của chúng ta, và nó thế tuy nhiên là nó có khả năng lọc được các cái thông tin từ các cái nguồn rất khá là đáng tin cậy chẳng hạn như cơ sở dữ liệu hay các cái nhà xuất bản giáo dục hay là các cái nguồn lưu trữ của các trường đại học hay các cái thư viện khác nhau, và các cái tìm kiếm thông tin từ các cái nguồn web mở, web thương mại được tìm có thể cũng có thể tìm được trong các cái tài liệu nghiên cứu từ các cái nguồn miễn phí hoặc từ các cái thông tin thư mục như vậy đúng không ạ, và nó có cũng cung cấp chúng ta các cái công cụ để hỗ trợ việc tìm và đánh giá chất lượng những cái tài liệu chúng ta có thể thu được. Thế tuy nhiên nhược điểm của nó là gì ạ, cái khả năng trích dẫn của nó khá là kém, ta không thể dùng ít khi chúng ta có thể dùng được các cái tài liệu trên Google Scholar này có thể trích dẫn, cái quản lý cái việc trích dẫn này khá là khó khăn đúng không ạ, các tính chọn lọc không cao do các cái nội dung ưu tiên chẳng hạn như là y khoa thì khá là ít được đề cập đến, mà là chủ yếu là các cái thông tin khoa học nói chung nó nằm hỗn độn ở trong cả một cái mớ như vậy, chúng ta phải tự chúng ta chọn lọc ra các cái thông tin mà chúng ta cần đúng không ạ, và nó khá phụ thuộc vào cái thời gian mà chúng ta tìm kiếm đúng không ạ, thời điểm tìm kiếm này nó khá là khác với tìm kiếm trước đúng không ạ, nó khá là thay đổi và nó không phù hợp với cả một vài trường hợp, nó không phù hợp với cả cái tính ổn định cái khoa học mà chúng ta cần phải nắm vững. Đây là cái giao diện của cái Google Scholar, và đây là một cái search, đường link search của chúng ta chẳng hạn về bệnh cơ tim phì đại đúng không ạ, nó có các cái công cụ để giúp chúng ta có thể tìm kiếm các cái tài liệu từ các cái năm khác nhau đúng không ạ, hay là các cái công cụ mà để tìm kiếm cách nâng cao đúng không ạ, tương tự như là và nó khá là phù hợp khi chúng ta đã có tên một cái bài báo cụ thể chẳng hạn, chúng ta lấy từ một tên bài báo của một từ cái tài liệu tham khảo nào đó đúng không ạ, chúng ta muốn tìm kiếm cái đường link cụ thể cái tên cái bài báo đó thì nó rất là phù hợp chỉ khi mà chúng ta có tên bài báo cụ thể của chúng ta mà thôi. Cái công cụ mà chúng ta tìm kiếm thứ hai đó chính là các cái cơ sở dữ liệu y khoa đúng không ạ, cái cơ sở dữ liệu y khoa chính là gì, chính là tập hợp các cái thông tin y khoa do hoặc hay là các cái y văn đúng không ạ, do các cái tổ chức hay là cá nhân chúng ta vận hành chẳng hạn như các cái viện nghiên cứu lớn đúng không ạ, các cái tổ chức lớn ở trên thế giới đúng không ạ, đây là các cái tập hợp các cái dữ liệu điện tử nhưng có qua sàng lọc của con người đúng không ạ. Nó cấu trúc của nó gần giống như một cái thư viện chuyên ngành. Thế tuy nhiên cái thư viện này này không phải là các cái sách vở bằng giấy hay là các cái tạp chí bằng giấy nữa, mà là các cái thư viện nó được tập hợp ở ở trên mạng. Chúng ta cũng phải có thời gian để chúng ta làm quen với cả tất cả các cái sở dữ liệu như thế này. Ở đây hiện nay người ta có một loạt các cái cơ sở dữ liệu như thế này mà, và chúng ta thấy là một ngoài một vài các cái cơ sở dữ liệu mà đã khá là quen thuộc với chúng ta đúng không ạ, chẳng hạn như là Cochrane đúng không ạ, hay chẳng hạn như là PubMed đúng không ạ, chẳng hạn như là Medline. Thế thì nó có một loạt các cái cơ sở dữ liệu khác nhau, và nếu như chúng ta có thời gian tìm hiểu thì mỗi lần chúng ta tìm đưa một cái đường link này nó đều có một cái cơ sở dữ liệu khác nhau, và nó có những cái điểm mạnh điểm yếu riêng của từng cái cơ sở dữ liệu này một, chẳng hạn như là Cochrane Library đúng ạ, đây là một phần cái công ty của cái hãng, đây là một cái hãng đúng ạ, cái Wiley Online này, đúng ạ, đây là các cái thư viện mà nó đặc biệt dành cho các cái thử nghiệm lâm sàng hay là các cái systematic review đấy ạ.
và nó điểm cốt lõi của nó chính là cái database của cái system, systemic review, tức là cái bài review một cái tổng quan, đúng đúng ạ. Điểm mạnh nhất của cái Cochrane Library này chính là như vậy, và nó khá là phổ biến ở các nước, nhưng chẳng hạn như Anh, Canada hay là New Zealand hay thậm chí là các cái quốc gia Scandinavia ấy. Thế thì một cái thư viện khác đúng ạ, nổi tiếng nhất đúng ạ, phù hợp với chúng ta nhất đúng ạ, và chúng ta cũng nghe đến nhiều nhất, đó chính là PubMed. Thế thì PubMed chính là gì đấy ạ? Đây, PubMed chính là một cái cơ sở dữ liệu nó thuộc thẩm quyền của cái thư viện y khoa và viện nghiên cứu sức khỏe quốc gia của Hoa Kỳ đúng ạ. Nó chứa đến khoảng tầm trên 20 triệu các cái bài trích dẫn thuộc các cái lĩnh vực y khoa và khoa học sự sống hay là các cái sách điện tử khác nhau đúng không ạ. Và ngoài cái chuyện là đây là một cái cơ sở dữ liệu của cái tổ chức này, nó có thể liên kết trực tiếp với các cái rất là nhiều các cái bài viết toàn văn từ các cái nhà xuất bản và các trang web khác nhau, do các cái từ cơ sở dữ liệu này họ làm việc với cả các cái nhà xuất bản hay các trang web đấy, để người ta có thể tìm hay là tìm lấy được một số các cái bài tổng quan hay là các cái bài full text. Và PubMed nó đã được coi là cái nguồn tài liệu tham khảo phổ biến nhất đúng không ạ, hiện nay đối với chúng ta ở Việt Nam hay là với cả rất là nhiều các cái nước, thì PubMed được coi là cái nguồn tài liệu tham khảo phổ biến nhất để tìm các bài báo y sinh học đúng không ạ, và nó được chọn lọc chặt chẽ thông qua con người rồi đúng không ạ, không khác với Google là nó hoàn toàn là do các cái máy móc để người ta đưa ra các cái tìm kiếm như vậy. Thế thì PubMed cho ông phép chúng ta lấy một số lượng lớn khá là các cái bài full text đúng không ạ, khoảng tầm đến khoảng, nếu như chúng ta để ý là thấy là số lượng khá là lớn, có thể lên đến khoảng 30 đến 40% số bài trên PubMed này chúng ta có thể hoàn toàn lấy được các bài full text bên cạnh các cái bài abstract này đúng đúng, đúng ạ. Bên cạnh chuyện đó thì mỗi lần chúng ta search qua chúng ta đọc một vài cái abstract đơn giản này, chúng ta cũng có thể định hình được là cái bài nghiên cứu nó phù hợp với cả cái nghiên cứu chúng ta đang định tìm hay không đúng ạ. Ngoài ra một cái cơ sở dữ liệu khác chúng ta cũng có thể nhắc đến, đó là các cái thư viện online có nhà xuất bản lớn trên thế giới, chẳng hạn như là Springer đúng không ạ, chẳng hạn như Elsevier hoặc chẳng hạn như là Wiley đúng không ạ. Thế ưu điểm của các cái thư viện online này đó là gì đúng không ạ? Các cái nguồn tài liệu này rất là lớn và phong phú, do các cái thư viện này rất là khổng lồ, chi phí hàng năm của nó có thể lên đến hàng vài tỷ đô la ấy, đúng không ạ? Và nó được duyệt bởi các cái đội ngũ khá là chuyên nghiệp của các cái nhà xuất bản này đúng không ạ? Và khá nhiều cái bài báo cho phép chúng ta lấy được các cái bài full text, đặc biệt là các cái bài báo có từ rất là lâu lâu rồi. Chúng ta là khá là dễ dàng lấy được các cái bài full text từ các cái thư viện của các cái tạp chí, của các cái thư viện mở như thế này đúng không ạ? Và ngoài ra thì nó có một số lượng sách chuyên ngành khá là nhiều đúng không ạ, đặc biệt cho các cái bạn sinh viên y khoa ấy, và đặc biệt có thể tải dưới dạng ebook như như là PDF đúng không ạ. Nhược điểm là với các cái mỗi cái nhà xuất bản này thì nó chỉ mạnh về một số các cái chuyên ngành nhất định đúng không ạ, và các cái bài cập nhật mới thì đòi hỏi phải trả phí khá là cao, thì lên đến tầm 35 40 thậm chí là 65 70 đô trong một bài cái bài full text mà chúng ta đã cập nhật. Ngoài ra một nguồn nữa đúng không ạ, chính là các cái từ các cái tạp chí có uy tín, hầu hết các cái tạp chí bây giờ nó đều có các cái bản online khác nhau, chúng ta có thể lên các cái trang web của cái tạp chí như vậy. Chúng ta cũng các bạn ở đây thì chắc chúng ta khá là quen thuộc các tạp chí chẳng hạn như là New England đúng không ạ, JAMA, The Lancet đúng không ạ, JACC, thì vẫn các tạp chí này có uy tín như thế này. Vậy thì tạp chí như thế nào gọi là có uy tín thì chúng ta phải làm quen với một cái chỉ số, gọi là chỉ số impact factor đúng không ạ, là cái chỉ số thực ra có rất là nhiều các cái chỉ số, các cái thông số khác nhau để đánh giá một cái tạp chí đúng không ạ, nó có thì mức độ uy tín cao hay không, thì ở Việt Nam chúng ta đúng không ạ, hay là một số các cái nước khác, thì đây chính là cái chỉ số quan trọng nhất, chính là impact factor đúng không ạ. Đây chính là số lần trung bình trích dẫn trong 1-2 năm của cái tạp chí đấy đúng không ạ. Người ta đưa ra một cái công thức khá là cụ thể như thế này đúng không ạ, một ví dụ như là người ta lấy cái số lần được trích dẫn trong 2 năm đó, người ta cộng với nhau, người ta chia cho số cái bài báo được xuất bản trong 2 năm đó của cái tạp chí đó, người ta đưa ra cái chỉ số impact factor đúng không ạ. Impact factor càng lớn thì chứng tỏ cái tạp chí đó càng uy tín. Đây là một cái ví dụ của cái ranking của cái impact factor trong cái lĩnh vực y khoa của chúng ta. Thì trên đây chúng ta thấy là có khá là nhiều cái tạp chí mà hiện nay cũng khá phù hợp, khá là phổ biến đúng không ạ, khá là quen thuộc của chúng ta, chẳng hạn như tờ New England đúng không ạ, tờ The Lancet hay là JAMA hay là JACC. Thế thì một trong những cách mà chúng ta tìm các tài liệu tham khảo mà có uy tín đúng không ạ, mà phù hợp cũng là như vậy, chúng ta tìm trên các cái cơ sở dữ liệu của các tạp chí này như vậy. Phần thứ ba chúng tôi muốn trình bày ở đây chính là các cái thủ thuật trong cái chuyện tìm kiếm các cái tài liệu đúng không ạ. Cái quan trọng nhất như là các thầy cô chúng ta đã nói từ đầu đến giờ, chúng ta cần phải nắm được các cái từ khóa hay là cái từ keyword để chúng ta có thể tìm được cái tài liệu một cách chính xác và hiệu quả đúng không ạ. Các cái thủ thuật chúng ta tìm ra các cái file định dạng của tài liệu đúng không ạ? Một số các cái thuật toán cụ thể làm chúng ta có thể làm hẹp hơn đúng không ạ, hay làm khu trú hơn tất cả cái kết quả nghiên cứu của chúng ta sẽ có thể phân tích ở trong cái phần này. Thứ nhất đó là keyword, chủ yếu hiện nay như đúng như là thầy Tuấn đã nói khi nãy, chúng ta phải dùng tiếng Anh là chủ yếu đúng 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 ạ. Và một trong những điểm quan trọng
là chúng ta cần phải đưa ra các từ khóa keyword bằng tiếng Anh một cách chính xác để chúng ta có thể tìm được các cái tài liệu tham khảo cho nó phù hợp và chính xác. Chẳng hạn như là các từ khóa liên quan đến chuyên ngành tim mạch của chúng ta, đúng không ạ? Dùng máu cơ tim cấp, đúng không ạ? Trong tiếng Anh là acute myocardial infarction chẳng hạn như thế, đúng không ạ? Viêm màng ngoài tim cấp, đúng không ạ? Acute pericarditis, đúng không ạ? Hay là cái đợt cấp bất bù của suy tim mãn tính, đúng không ạ? Chúng ta ngoài chúng ta ta khi các cái từ chuyên ngành liên quan đến cái từ khóa chính của chúng ta cũng phải để ý đến các cái từ khóa mà liên quan đến đến nó nữa, đúng không ạ? Chẳng hạn như là cái từ neoplasm, tức là tăng sản, có một loạt các cái từ mà keyword khác chẳng hạn như là carcinoma, tức là ung thư, đúng không ạ? Tumor, đúng không ạ? Hay là neoplasma, tức là tăng sản chẳng hạn như là như thế, đúng không ạ? Đây là các cái khái niệm khác về mặt keyword, đúng không ạ? Ngoài cái từ keyword chính của chúng ta là thrombosis, là huyết khối, chúng ta có thể tra cứu các từ liên quan gì với nó, chẳng hạn như là DVT, đúng không ạ? Hay thrombus, hay thrombotic, thrombotic, thromboembolism, thrombosis, đúng không ạ? Chẳng hạn như là vậy. Đấy là cách chúng ta tìm được các cái từ chìa khóa khác nhau. Và quan trọng nhất ở đây thì chính là cái tiếng Anh của chúng ta cần phải nắm được vững của các cái từ của nó là như thế nào. Thế thì trên các cái thư viện hay các cái cơ sở dữ liệu nó có những cái công cụ nó giúp cho chúng ta tìm được các cái chẳng hạn như đây MES, đúng không ạ? Chẳng hạn như đây là trong cái thư vụn database của PubMed, nó có một phần nó rất là hay, nó chính là các cái MES này. Đó, MES nôm na nó chính là cái danh mục cái từ khóa y khoa của dành cho PubMed, mà người ta đã đưa các cái nhà người ta lập ra cái PubMed này, người ta đã đưa ra được các cái danh mục từ khóa mà để chuẩn để chúng ta có thể soi xét, để chúng ta đánh giá các cái cơ sở dữ liệu trên PubMed, đúng không ạ? Cái này rất là quan trọng. Chẳng hạn như khi chúng ta muốn tìm một cái tài liệu bằng tiếng Anh, chúng ta có thể dựa trên các cái danh mục từ chìa khóa như thế này để chúng ta đưa ra các cái tìm kiếm cho phù hợp, hoặc là khi chúng ta muốn xuất bản bài báo quốc tế với những cái từ ngữ mà chúng ta sử dụng ở trong các cái bài báo đấy, nó cũng có thể nên phù hợp với cả các cái danh mục này để cho chúng các cái cá nhân, các tổ chức khác sau này người ta muốn trích dẫn, người ta muốn tham khảo tài liệu của chúng ta, người ta cũng có thể dễ dàng người ta tìm được. Thế thì một số các cái thủ thuật chúng ta có thể tìm được, chẳng hạn như giờ chúng ta sử dụng các cái dấu gọi là ngoặc kép như này, đúng không ạ? Ta sử dụng dấu ngoặc kép khi chúng ta trước những từ mà các kết quả mà cho một cách chính xác hơn, đúng không ạ? Hữu ích thì chúng ta tìm được tiếng các cái tên người, các cái tên cơ quan và tổ chức, các chuyên ngành khác nhau. Chẳng hạn như nếu như chúng ta search cái nhồi máu tim cấp, đúng không ạ? Acute myocardial infarction, nó ra khoảng 1.400.000 các cái tài liệu khác nhau. Ở đây là trên Google Scholar, đúng không ạ? Thì trên PubMed cũng tương tự như vậy thôi. Thế nhưng mà nếu như chúng ta khu trú hơn, chúng ta search acute myocardial infarction, đúng không ạ? Trong ngoặc kép và Mayo Clinic chẳng hạn, thì các cái bài báo mà nó liên quan đến Mayo Clinic và nhồi máu tim cấp thì nó chỉ còn khoảng hơn trên 20.000 bài báo, bài trích dẫn có thể cái bài mà cái đường link mà thôi, còn đúng không ạ? Nếu như chúng ta search là acute myocardial infarction do cái ông Eugenie Brauwan này, tức là do cái ông Brauwan, các cái ông mà nổi tiếng, khá nổi tiếng mà có các cái textbook về tim mạch rất là nổi tiếng ấy, nó chỉ còn khoảng trên 2.400 các cái đường link khác nhau mà thôi. Một cách nữa là chúng ta một cái thủ thuật nữa, chúng ta có thể dùng dấu cộng, đúng không ạ? Dùng dấu cộng trước những từ mà chúng ta muốn bắt buộc nó phải xuất hiện ở trong kết quả, đúng không ạ? Chẳng hạn chúng ta muốn có một cái đường link chúng ta gồm có cả nhồi máu cơ tim cấp, cả can thiệp đồng hồi vành cấp, hay cả cái bệnh nhân có heart rupture, tức là heart failure chẳng hạn, đúng không ạ? Thì chúng ta nếu như chúng ta sử dụng các cái dấu cộng như vậy, chúng nó chỉ còn khu trú được cái tài liệu chúng ta chỉ còn khoảng 70 kết quả mà thôi, mà khá là dễ dàng cho chúng ta trong cái chuyện chúng ta có thể tra cứu. Dùng dấu trừ, đúng không ạ? Dùng dấu trừ trước những từ mà chúng ta không muốn nó, đúng không ạ? Loại trừ nó hoàn toàn ở trong cái kết quả, đúng không ạ? Và cũng tương tự như là phía trên, đúng không ạ? Nếu như chúng ta có nhồi máu cơ tim cấp mà không được can thiệp vào ngành cấp cứu, đúng không ạ? Gồm mà lại có phát ráp trời chẳng hạn, thì nó còn trên khoảng trên dưới 1.000 kết quả tương tự như vậy, đúng không ạ? Sử dụng từ khóa file type, đúng không ạ? Đây là cái từ khóa mà chúng giúp chúng ta có thể tìm được các cái thông tin là kiểu tập tin cụ thể, chẳng hạn như file doc, file PDF, PPT, đúng không ạ? Thuận lợi khi chúng ta chẳng hạn muốn tham khảo cách viết hay cách trình bày cụ thể từ một cái bài nghiên cứu của một cái bạn đã làm rồi, chẳng hạn như tôi, ví dụ như tìm một bài báo về nhồi máu cơ tim cấp, tôi có thể lên mạng, đúng không ạ? Tìm xem là có cái bài nào trên PowerPoint người ta viết sẵn được cái vấn đề đấy không, đúng không ạ? Và rất là may, nhiều khi rất là may mắn chúng ta tìm ngay được cái bài PowerPoint đấy, đúng không ạ? Chúng ta có thể tham khảo ngay các cái tác giả để người ta viết, người ta trình bày như thế nào, hoặc là có thể đưa cho chúng ta đến một cái đường link, một cái đường dẫn, và từ đó chúng ta có thể dễ dàng chúng ta tìm được những cái bài PowerPoint hay những cái bài PDF như vậy, đúng không ạ? Thế thì chúng ta cũng phải làm quen với các cái thuật toán khác nhau, đúng không ạ? Đây cũng là cái phần mà chúng tôi vừa trình bày xong mà thôi, đúng không ạ? Tức là cái thuật toán chẳng hạn như and hay là or, đúng không ạ? Hay là not, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta and tức là phải bao gồm và có cả hai phần ở trong đó, đúng không ạ? O thì là một hoặc cái nọ hoặc cái kia, đúng không ạ? Hoặc là nếu là not, tức là nếu có cái này hoặc không có cái kia, mà đây là các cái hình minh họa của nó, chẳng hạn như là
là peptic ulcer, tức là gì, đúng không? Tức là loét dạ dày tá tràng, đúng không? Nếu có chảy máu o, chảy máu tức là phải bao gồm cả, đúng không? Hoặc là có peptic ulcer hoặc là có hemorrhage, đó là tính trong cái từ khóa của chúng ta có thể tìm được rồi, đúng không? Hoặc là N tức là gì, tức là phải có cả từ peptic ulcer và có cả từ chảy máu, đúng không? Nó mới nằm ở trong đó, đúng không? Hoặc là NOT tức là gì, là chỉ có peptic ulcer mà nó không có cái từ hemorrhage đấy thôi, thì nó mới được đưa vào trong cái kết quả tìm kiếm của chúng ta. Đúng ạ. Đây là một số các cái ví dụ nữa, trên PubMed hay là các cái cơ sở dữ liệu, các cái công cụ tìm kiếm nó tương tự như vậy thôi. Nếu chúng ta muốn tìm, đúng không ạ, nhồi máu cơ tim cấp, và đúng không ạ, và với cả vỡ tim, đúng không ạ, heart rupture, đưa ra khoảng tầm 816, đúng không ạ, các cái kết quả như như thế này. Các cái n, cái thuật toán n này nó gần như tương tự như cái dấu cộng mà chúng ta dùng khi nãy ạ, chẳng hạn o, đúng không ạ, chúng ta dùng o, đúng đúng ạ, tức là hoặc cái nọ hoặc cái kia, đúng không ạ, thì chúng ta thấy là kết quả nhiều hơn rất là nhiều, trên 50.000. Và chúng ta dùng NOT, đúng không ạ, là chỉ có nhồi máu cơ tim cấp, đúng không ạ, và không có vỡ tim chẳng hạn, thì kết quả cũng ở trên 50.000, ví dụ là như thế, đúng không ạ. Hoặc cái công cụ tìm kiếm khác khác nhau, hay là các cái cơ sở dữ liệu nó không cấm chúng ta có thể đưa ra một cái thuật toán tìm kiếm rất là dài, chẳng hạn như là nhồi máu cơ tim cấp mà không suy tim, đúng không ạ, xong lại có rồi có can thiệp vào mạch cấp cứu, và lại còn còn có cả xuất huyết nữa chẳng hạn, ví dụ như như thế. Thì khi chúng ta khu trú một cách cụ thể như vậy và các cái vấn đề cụ thể như thế, thì hiện ở đây người ta đưa ra khoảng chỉ còn khoảng 43 cái đường link, 43 cái kết quả khác nhau mà thôi. Đấy là chính là những cách để chúng ta làm sao có thể khu trú được các cái tài liệu vào cái phần mà chúng ta cần thiết, đúng không ạ. Quan trọng nhất đó chính là tiếng Anh, quan trọng nhất là chúng ta phải làm quen, chúng ta tìm được các cái thuật toán mà chúng phù hợp để chúng ta có thể tìm kiếm, đúng không ạ. Ngoài ra các cái thuật toán của chúng ta như vậy, thì các cái công cụ tìm kiếm như thế này nó có các cái công cụ hỗ trợ để giúp chúng ta tìm kiếm cách hiệu quả hơn, đúng ạ. Chẳng hạn như là tôi rất là khuyến khích các bạn là khi chúng ta tìm làm quen với mỗi một công cụ tìm kiếm này, chúng ta làm quen với cái phần mà người ta hướng dẫn chúng ta sử dụng cái công cụ tìm kiếm đấy như thế nào, và nó sẽ bao gồm tất cả những cái phần, đúng ạ. Chẳng hạn như hướng dẫn chúng ta làm sao để có thể tìm được từ khóa cho nó phù hợp, đúng ạ, tức là match, đúng ạ, hay là gồm làm thế nào chúng ta tra cứu được cái từ khóa phù hợp ở trên các cái làm để chúng ta có thể để tra cứu một cách hiệu quả nhất. Và ngoài ra thì người ta cũng hướng dẫn chúng ta cách cái sử dụng các cái giới hạn, cái bộ lọc khác nhau của cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như bộ lọc chúng ta có thể lọc chẳng làm là nó có phải là các cái nghiên cứu lâm sàng hay không, có phải viết bằng tiếng Anh hay không, đúng không ạ, có thể có bài full text hay không, đúng không ạ, hay là có thể gọi là các cái bài mà xuất bản trong thời gian ngắn nhất, trong thời gian gần đấy nhất là 5 năm hay không, chẳng hạn như là như vậy. Đấy chính là các cái giới hạn cái bộ lọc của cái cơ sở dữ liệu, đúng không ạ. Nó luôn luôn có các cái công cụ hỗ trợ giúp chúng ta như vậy trong mọi các cái cơ sở dữ liệu khác nhau, thậm chí là Google, đúng không ạ. Chúng ta khi chỉ cần search vào mục Advanced thì nó sẽ đưa ra một loạt các cái giới hạn, đúng không? Hay là các một loạt các cái bộ lọc khác nhau giúp cho chúng ta có thể khu trú một cách dễ dàng tất cả những cái mục hay là những cái tài liệu tham khảo chúng ta cần tìm, đúng không ạ. Và cũng rất là quan trọng là với mỗi lần chúng ta tìm tìm tài liệu tham khảo như vậy, chúng ta lưu lại các cái cơ sở dữ liệu như vậy, và với mỗi cái cơ sở dữ liệu như vậy nó đều hỗ trợ chúng ta để chúng ta có thể lưu lại mỗi lần chúng ta tìm kiếm tài liệu tham khảo như vậy, đúng không ạ. Và điểm quan trọng nhất nữa là khi chúng ta tìm ra một bài báo dựa trên cơ sở dữ liệu ở PubMed chẳng hạn, nó đưa ra một loạt các cái phần, nó đưa ra nó có các cái thuật toán, nó tìm ra các cái bài báo mà nó tương tự như những cái bài mà chúng ta đang tìm kiếm ở ở đây, nó chính là cái mục similar article, đúng không ạ, là cái mục mà các cái bài báo tương tự như vậy. Và mỗi mỗi một cái đường link như thế này, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể kích vào đấy, chúng ta tìm được các cái thông tin phù hợp hơn và mở rộng hơn cho cái bài mà chúng ta cần nghiên cứu. Thế thì để đến bên phần phần thứ hai của chúng ta, đó chính là các cái công cụ giúp chúng ta hỗ trợ tìm kiếm tài liệu tham khảo. Thế hiện nay có rất là nhiều các cái công cụ khác nhau, chẳng hạn như là UpToDate, đúng ạ. Thế thì UpToDate hiện nay, ngày xưa thì là một công cụ khá là sang trọng và cao cấp, thì hiện nay khá là phổ biến, rất là nhiều sinh viên E5 là các bạn nội trú, các bạn cao học đã có được cái công cụ này, đúng đúng, đúng ạ. UpToDate nôm na nó chính là một cái công cụ nó giúp nó chúng ta họ nó giúp nó đọc hộ cho chúng ta, đúng đúng ạ. UpToDate là một loạt các cái nhà khoa học, cũng chính là bác sĩ như chúng ta thôi, đúng đúng ạ, người ta đọc một loạt các cái nghiên cứu khác nhau, loạt các cái bài báo khác nhau mà người ta đưa ra được các cái tiêu chuẩn để đưa vào, người ta viết các cái bài tổng quan trên cái cơ sở dữ liệu như thế này, mà người ta bán lại cho các cái bác sĩ, cái nhà lâm sàng khác, những cái người mà ví dụ chẳng hạn như lười đọc hơn, chúng ta không có thời gian chúng ta đọc nghiên cứu chẳng hạn. Thế thì với mỗi một cái bài báo trên UpToDate này, nó có một loạt các cái danh mục tài liệu tham khảo như thế này, mà chúng ta luôn luôn chúng ta với các cái bài mà nó phù hợp với chúng ta luôn luôn có thể kích vào trong cái danh mục tài liệu tham khảo như thế này, đúng không ạ. Và với mỗi một cái danh mục tài liệu tham khảo như thế này, nó cũng có, nếu như chúng ta may mắn cũng có thể
cho chúng ta được các cái đường link dẫn đến các cái cơ sở dữ liệu cụ thể, chẳng hạn như là PubMed, giúp chúng ta có thể tìm được những cái bài full text để chúng ta có thể đưa vào trong các cái phần đó vào trong các cái nghiên cứu của chúng ta, đúng không ạ? Thế thì một cái phần nữa cũng hết sức là quan trọng chính là các cái công cụ hỗ trợ chúng ta tìm kiếm các cái tài liệu tham khảo. Cái công cụ này thì phải nói một cách công bằng, nó chính là các cái công cụ tích hợp, đúng không ạ? Ngoài cái chuyện tìm kiếm ra, nó còn giúp chúng ta quản lý và chúng ta hỗ trợ chúng ta trích dẫn, tìm tiếp các cái báo cáo và cái công cụ này nó được trình bày rất là nhiều dưới nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn như miễn phí như là Zotero hay Mendeley, đúng không ạ? Trả phí đó chính là phần mềm EndNote hay là phần mềm Vectorworks, đúng không ạ? Và phổ biến nhất và chính là cũng là quan trọng nhất và dễ dùng nhất của chúng ta chính là cái phần mềm EndNote, đúng không ạ? Thế cái chuyện mà chúng ta đọc được tài liệu tham khảo đó là quan trọng rồi, đúng không ạ? Nhưng để chúng ta làm được cái bài nghiên cứu, viết được cái bài báo cáo, chúng ta làm sao để trích dẫn được cái tài liệu tham khảo đó cũng là rất là quan trọng, đúng không ạ? Và cái việc chúng ta trích dẫn cái tài liệu tham khảo như thế nào luôn là một công việc rất là mệt mỏi, mất cái thời gian, đúng không ạ? Tài liệu tham khảo luôn luôn cần cái trích dẫn một cách chính xác với mỗi một cái báo cáo khác nhau, đúng không ạ? Chẳng hạn như luận văn nghiên cứu y khoa, bài báo đăng trên tạp chí tim mạch học, đúng không ạ? Hay là bài viết đăng trên trang web của hội tim mạch, nó đều cần một cái và đôi khi nó cần những cái trích dẫn mà nó có mang cái hình thức khác nhau, đúng không ạ? Mỗi cái tạp chí đó lại yêu cầu một cái định dạng tài liệu tham khảo khác nhau. Và chúng tôi ngày xưa thì rất là nhiều các bạn nghiên cứu, đúng không ạ, cứ đưa cho chúng tôi những cái bài mà các bạn bảo thầy là cái bài này chúng em phải ngồi chúng em gõ từng cái tài liệu tham khảo một, và chính những cái công cụ này giúp cho chúng ta có thể làm nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn, không bớt đi những cái phần mà nó linh tinh như vậy, đúng không ạ? Chẳng hạn một số ví dụ về các cái trích dẫn tài liệu tham khảo, đúng không ạ, của các cái tạp chí khác nhau, nó có mỗi một tạp chí khác nhau nó có một định dạng khác nhau như vậy. Thế thì các cái tính năng trích dẫn của cái phần mềm EndNote thì nó khá là hiệu quả, đúng không ạ? Cho phép chúng ta trích dẫn các tài liệu tham khảo theo nhiều mẫu có sẵn, đúng không ạ? Theo đúng chuẩn của các tạp chí khoa học lớn ở trên thế giới, đúng không ạ? Và chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chia sẻ các cái tài liệu tham khảo với cả đồng nghiệp của chúng ta, đúng không ạ? Và cái EndNote này nó là một cái phần mềm, đúng không ạ? Nó tự động nó tích hợp với cả cái công cụ soạn thảo văn bản phổ biến nhất chúng ta hiện nay chính là cái Microsoft Word, đúng không ạ? Và cái Microsoft Word cũng hoàn toàn mới truy cập vào cái thư viện của cái EndNote từ cái văn bản Word như vậy, đúng không ạ? Và nó giúp chúng ta có thể chèn tài liệu tham khảo và văn bản một cách đơn giản, nhanh gọn và chuyên nghiệp. Đây sẽ có một số các cái ví dụ để cho chúng ta có thể thấy, đúng không ạ? Đây là một cái giao diện EndNote, đúng không ạ? Thế thì EndNote là nôm na nó là một cái công cụ giúp cho chúng ta có thể tìm tài liệu tham khảo từ rất là nhiều nguồn khác nhau, đúng không ạ? Chẳng hạn như đây là các cái nguồn tài liệu tham khảo ở trên chúng ta thường gặp, đúng không ạ? Chẳng hạn như là Cochrane, đúng không ạ? Chẳng hạn như là PubMed, đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể chọn các cái nguồn tài liệu tham khảo chúng ta muốn tra cứu từ cái cơ sở dữ liệu nào, thường thường chúng ta chọn PubMed mà thôi, đúng không ạ? Và các cái phương pháp để chúng ta tìm kiếm cũng giống y hệt như cái phương pháp mà chúng ta đã trao đổi từ đầu cho đến giờ, đúng không ạ? Bao gồm các cái thuật toán, gồm các cái từ khóa khác nhau. Chẳng hạn như đây là một cái search của chúng tôi trong cái chẳng hạn như một ngày chủ nhật đẹp trời buổi sáng chủ nhật, đúng không ạ? Bạn ngồi cà phê, chúng ta ngồi search ra một loạt các tài liệu tham khảo về nhồi máu cơ tim cấp, đúng không ạ? Và có suy tim, đúng không ạ? Thì người đó sẽ đưa ra chúng ta một loạt các cái tài liệu tham khảo như thế này, đúng không ạ? Trên các cái PubMed, đúng không ạ? Và chúng ta với mỗi một cái tài liệu tham khảo như này, khi kích vào nó sẽ đưa ra chúng ta một cái phần abstract rất là ngắn gọn thôi. Đôi khi nó chỉ gồm khoảng 5-6 dòng, chúng ta chỉ cần đọc sơ qua nó chúng ta đã có thể hiểu chính được cái bài, hiểu được cái sơ lược nhất cái bài nghiên cứu đấy, nó nói về cái vấn đề gì và kết quả chính của nó như thế nào. Và đôi lúc là chỉ chính từ chúng ta đọc một loạt các cái bài nghiên cứu như này, nó đưa ra được các cái ý tưởng giúp cho chúng ta nghiên cứu khoa học, hay là giúp cho chúng ta hoàn thiện được cái bài nghiên cứu hay là cái luận văn của chúng ta, đúng không ạ? Đấy chính là cái bài abstract. Với mỗi một cái nhỏ này, đúng không ạ? Với mỗi một cái bài báo này, chúng ta nói đưa ra chúng ta một cái abstract như thế này, chúng ta chỉ đọc sơ qua chúng ta có hiểu cách sơ bộ, đúng không ạ? Chúng ta có thể đánh giá được. Thế thì đó là một cái công cụ rất là mạnh, thì nó giúp cho chúng ta có thể xây dựng được cái thư viện tài liệu tham khảo của một cá nhân, của luận văn chẳng hạn như của cá nhân thôi, hay là của luận văn luận án đang thực hiện, đúng không ạ? Với mỗi một bài báo chúng các bạn muốn đăng báo, đúng không ạ? Với mỗi một bài luận văn chúng ta đang thực hiện, đúng không ạ? Với mỗi một cái bài chúng ta, một cái đề tài cấp bộ cho thực hiện, chúng ta lại có thể xây dựng một cái cơ sở dữ liệu của riêng của cái luận văn luận án đó, đúng ạ. Thế thì cái bộ tài liệu này, nó cái phần mềm nó giúp cho chúng ta có thể bổ sung cái tài liệu tham khảo vào trong cái thư viện này, đúng không ạ? Đặc biệt là bởi vì nó các tài liệu tham khảo chính thống trên thế giới hiện nay chủ yếu là bằng tiếng Anh, đúng không ạ? Thì nếu như chúng ta có tài liệu tiếng Việt thì sao, chúng ta hoàn toàn có thể làm một cách tự động và thủ công vào trong cái phần mềm EndNote này, đúng không ạ? Nhưng đấy là một nghiên cứu, đúng không ạ? Xin lỗi vì nó bé quá, chúng ta không nhìn nghe rõ, đúng không ạ? Kết cả bảo vệ nhánh bên bằng kỹ thuật nong bóng stem cho can thiệp tổn thương chỗ trên nhánh động mạch vành, đúng không ạ? Tác giả là Phạm Mạch Hùng, Nguyễn Ngọc Quang, đúng không ạ? Nguyễn Hữu Tuấn, Phạm Nhật Minh, Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Bá Ninh, Đỗ Phương Trọng chẳng hạn, ví dụ như thế. Và đăng trên tờ tạp chí Tim Mạch Học tháng 1 năm 2019, ví dụ như thế, chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung tài liệu tham khảo vào thư viện
là như thế đúng không ạ. Khi chúng ta bổ sung xong nó sẽ hiện nó ra ra rõ trên cái thư mục của chúng ta của cái EndNote là như thế này đúng không ạ. Thế thì ngoài ra đúng không ạ, ngoài các cái abstract khác nhau thì EndNote cũng là một cái công cụ rất là mạnh, giúp cho chúng ta có thể tìm được cái bài full text một cách tự động đúng không ạ. Chúng ta chỉ cần dê vào đúng không ạ, chúng ta chọn một loạt các cái bài nghiên cứu như này, chúng ta tìm vào cái mục là file full text đúng không ạ, khoảng tầm 30-50% chúng ta sẽ tìm được cái bài full text. Đặc biệt là rất nhiều bài ngoài dưới dạng trong web chúng ta có thể tìm được dưới dạng PDF, giúp cho cái bài nghiên cứu của chúng ta một cách hiệu quả đúng không ạ. Đây chính là một cái công cụ rất là mạnh. Chèn tài liệu tham khảo vào văn bản, đây là phần rất là hay và thú vị. Năm nào có bạn hỏi tôi về vấn đề này đúng ạ. Đây là cái công cụ rất là mạnh giúp chúng ta có thể chèn tài liệu tham khảo vào trong cái luận văn luận án hay các cái bài báo một cách tự động đúng ạ. Đây là một cái bài mà chúng tôi vừa làm buổi trưa nay xong đúng ạ. Thì chúng ta thấy là một loạt các cái, đây có thể là một bài báo đúng ạ. Năm 2019 một nghiên cứu của Viện Tim mạch Học Quốc gia Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai đã cho thấy tính hiệu quả của việc bảo vệ chỗ nhánh bên bằng kỹ thuật nong bóng ngoài stent trong can thiệp tổn thương chỗ chi nhánh động mạch vành đúng ạ. Đây là cái bài mà tôi vừa ép vào trong cái một cách tự động thủ công ở trong cái phần mềm EndNote đúng ạ. Hay chẳng hạn như là cái mục số 3 đúng ạ, năm 2019 đúng ạ, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc chụp động mạch vành cấp cứu ở các bệnh nhân ngừng tim không do nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên là việc không bắt buộc đúng không ạ. Bệnh chứng ở đâu chính là cái bài số 3 này của chúng ta vừa chèn vào trong cái tài liệu tham khảo này xong đúng không ạ. Thế ngoài cái chuyện là nó giúp chúng ta chèn dễ dàng như vậy, nó giúp chúng ta chỉnh sửa cái tài liệu, định dạng cái tài liệu tham khảo một cách hết sức là dễ dàng. Phần này nó như chúng tôi đã nói từ đầu ấy, với mỗi một cái bài báo khác nhau ấy, thì nó lại đòi hỏi một cái định dạng tài liệu tham khảo khác nhau. Không có bài báo, không có cái báo nào giống cái báo nào cả đúng không ạ. Thì thế giới nó sinh ra như thế, tờ New England khác, tờ JAMA loại khác. Và mỗi cái bài báo chúng ta muốn đăng trên tạp chí của tim mạch học nó đòi hỏi một cái tài liệu tham khảo khác nhau. Và ngay như các bạn làm cái luận văn luận án thì trường Đại học Y Hà Nội nó có một cái quy định nhất định cho chúng ta trong cái chuyện chúng ta trình bày cái tài liệu tham khảo như thế nào đúng ạ. Thế hoàn toàn chúng ta có thể thay đổi các cái định dạng tài liệu tham khảo cho bài báo của chúng ta gửi 10 cái báo khác nhau đúng ạ. Với mỗi báo chúng ta dùng đúng cái tài liệu tham khảo của họ thì báo nào đăng được thì đăng đúng không ạ. Đây là các cái định dạng tài liệu tham khảo khác nhau, vẫn là cái bài đấy thôi đúng không ạ. Lúc thì kiểu này đúng không ạ, lúc thì kiểu này đúng không ạ, lúc thì kiểu này đúng không ạ, lúc thì kiểu này đúng không ạ. Hoàn toàn tự động, chúng ta có thể làm chỉ trong vòng một phím bấm hay một nốt nhạc mà thôi đúng không ạ. Chỉnh sửa hình thức của cái tài liệu tham khảo như thế nào đúng không ạ. Chẳng hạn như là ta vào phần chúng ta có thể chỉnh sửa, hoàn toàn có thể chỉnh sửa được phông chữ như thế nào đúng không ạ, cỡ chữ ra làm sao đúng không ạ, hay là cái tên tiêu đề nó là tài liệu tham khảo hay là reference gì đó đúng không ạ. Chúng ta có thể hoàn toàn làm cách thủ công và một cách tự động đúng không ạ. Chỉnh sửa tự động một cách thứ tự, chỉnh sửa tự động thứ tự các cái tài liệu tham khảo khi bạn muốn thay đổi đúng không ạ. Đôi lúc thì tôi cái bài đầu tiên của chúng tôi, chúng ta đơn giản chúng ta có thể update cái phần này của chúng ta một cách rất là tự động. Lúc đầu chúng tôi thích là cái phần tiếng Việt của tôi để lên trên đầu tiên, sau tôi chán tôi không thích nữa, tôi lại muốn là cái phần trình bày tiếng Việt tôi để sau cùng tôi mới trình bày này. Chẳng hạn cái này hoàn toàn có thể làm một cách tự động và EndNote nó sẽ làm thay bạn tất cả những phần như thế này đúng không ạ. Đây là cái tài liệu tham khảo đầu tiên đúng không ạ, đánh số 1 đúng không ạ? Tài liệu tham khảo của tiếng Việt chúng tôi, những cái tài liệu mà tôi cho vào trong cái cơ sở dữ liệu của tôi đấy. Nhưng mà tôi lúc này tôi muốn nó đưa đến cuối cùng thì tôi muốn đăng cái báo khác chẳng hạn. Thì sau khi update trong cái phần mềm EndNote và trong cái Word nó tự động nó nhảy xuống dưới như thế này rồi, nó sẽ rất là thuận tiện cho chúng ta khi chúng ta muốn chỉnh sửa đúng không ạ, theo yêu cầu của thầy cô đúng không ạ, theo yêu cầu nghiên cứu của chúng ta trong các cái bài báo cáo. Thế thì để kết luận lại đúng không ạ, thì việc tìm kiếm tài liệu tham khảo là cái việc đúng không ạ, không phải là mệt mỏi gì cả mà có rất là nhiều điều thú vị ở trong đó đúng không ạ. Thế tìm kiếm tài liệu tham khảo thì một mặt thì nó rất là khó khăn trong cái thời đại bùng nổ với thông tin như hiện nay đúng không ạ. Thì tuy nhiên nó là cái công việc luôn luôn cần thiết và rất là hữu ích với cả mỗi các cái bác sĩ lâm sàng, đặc biệt là chúng ta là bác sĩ lâm sàng rất là những cái nhà khoa học đúng không ạ. Và rất là may mắn là có rất là nhiều những công cụ để giúp đỡ chúng ta và giúp chúng ta hoàn thành những công việc này rất là vui vẻ và hiệu quả đúng không ạ. Giúp chúng ta có thể thức đến 2-3 giờ sáng làm công việc này mà không cảm thấy chán chẳng hạn, ví dụ là như thế. Tất cả những điều mà tôi muốn trao đổi với các bạn trong cái bài báo cáo lần này, xin cảm ơn tất cả sự chú ý lắng nghe của tất cả các bạn.